Để tôi kể cho nghe chuyện này ha. Tự dưng ra giường gặp cái chai nó lòi, dở lên nguyên con cá lao kiến chạp bá luôn. Ai câu kệ người ta đi, mình thấy thì mình lấy à. Nó dãy một cái sình bụng nó giăng lên muốn ngập cái đầu luôn á. Bây giờ kéo lên gỡ câu cho nó ha. U là trời nó khó gỡ á. Để tôi vô lấy cái bảo bối cây kìm của ông nội mới được. Gỡ được rồi thì để tôi đi căng xem nó mấy ký ha. Cái này là mấy ký tại. Thôi kể nó nửa ký luôn đi. Ở ngoài nó bự lắm luôn á mọi người, nhưng mà chắc nó còn bự nữa á. Để so sánh nó với con cá lao kiến con nè. Một bên thì mini còn một bên thì chạp bá luôn. Không biết nói sao luôn á. Mà mấy con cá lao kiến con hôm trước mình một đống vậy đó. Bây giờ còn có 5 con à. Cho mọi người xem cận cảnh đó nè. Cái dãy nó cứ ngắt à. Còn có gai nữa chứ. Cái này cầm không cẩn thận là đứt tay chứ không chơi đâu. Bởi vậy ngoài tự nhiên nó đâu có kẻ hù. Một mình nó làm bá chủ đầu trâu luôn à. Xinh xẻn quá trời luôn. Hôm trước tôi lấy trứng cho cá la hán ăn mấy ông còn nói tôi ác nữa chứ. Mà ác thiệt à. Cái con này chắc nó sống lâu lắm rồi nè. Thôi thì mình sẽ nuôi nó nha mọi người. Buồn thì mình hấp xả, vui thì mình hấp bia, còn lưng lửng thì mình nướng muối ớt là hơi bị tới công chuyện à.